rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Thế Giới Đồ Câu. Thì hôm nay cửa hàng đồ câu Phimax xin giới thiệu với các bạn một mẫu cần của Daiwa. Mẫu này là cái dòng mẫu cũ rồi nhưng mà được rất là nhiều các bạn tìm mua mấy lâu nay nha. Thì bây giờ cái mẫu này mới về lại về bên Thế Giới Đồ Câu. Thì có gì các bạn có thể ghé đồ câu Phimax tại địa chỉ 186 Lê Lợi, phường 3, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để lựa chọn cho mình một mẫu cần cross size này nha. Thì cái mẫu này được thiết kế với màu đen pha vàng thì rất là sang chảnh và rất là đẹp. Cái này là cán mút này, còn chất liệu thì của nó là bằng sợi carbon nha. Đây, rất là đẹp luôn ạ. Mẫu cần này thì thuộc thể loại là cần lua nha. Lua các bạn có thể lua cá lóc và cá chém. Đây, khoen thì thuộc là dòng khoen thường nha các bạn, nó có chống xoắn nha. Giờ mình sẽ lắp vào cho các bạn xem. Cái này thì thuộc dạng cần rỗng nha các bạn. Thì cái này nó có 5 khoen và cộng với một đầu bu. Bây giờ mình sẽ đi vào thông số cho các bạn nhé. Đây là cần máy ngang. Để phân biệt được cái mẫu cần máy ngang và máy đứng á, thì các bạn hãy nhìn vào cái này. Nếu mà cái này mà nó có cái độ cái nhựa này này, nó lồi ra thì cái này là cần máy ngang nha. Còn cần máy đứng thì nó sẽ không có, nó sẽ thẳng như thế này luôn. Thì mình sẽ đi vào thông số này. Thì cái cần trên tay mình cầm á là 662MH. Đó là 662, cái này là cái chiều dài của chiếc cần này nha. 662 này thì chiều dài của chiếc cần này là 1m98. Độ cứng là MH. Còn cái này á là line 10-20 lb. Thì cái này là độ tải cá nha. Cái này tải được dưới 9kg đổ lại là lực tải ở dưới nước nha các bạn, chứ không phải là nhất định đâu nha. Còn cái này là 1-1.4-1 oz á. Thì chúng ta chia ra cái này là độ tải mồi nha các bạn, từ 7-28g. Thì cái này được sản xuất tại Việt Nam, gồm có 5 khoen và cộng với một đầu bu. Và đây là tiếp theo là đến cây cần máy đứng. Thì cây này nó có chiều dài và thông số khác hơn so với cái cây cần này nha. Thì cái này là 702ms. Thì cái này là chiều dài là 2m1. Còn độ lai của nó là 6-15 lb. Thì cái này tải cá được tầm dưới 7kg nha. Đây. Còn cái này thì độ tải mồi thì tầm từ 3.5-21g. Cái này cũng được sản xuất tại Việt Nam, nói chung là cùng chung với một công ty luôn. Được thiết kế và cái khoen thì nó cũng bằng 5 khoen và cộng với một đầu bu như cái cây cần máy ngang này thôi. Đây, thì mình sẽ giơ cái khoen cho các bạn xem. Thì cái dòng khoen này thì gọi là cái dòng khoen của hãng thôi, khoen thường, không phải là khoen Vixin nha các bạn. Cái đọt của nó thì cái cây này thì nó sẽ mỏng manh hơn chiếc cần này, tại vì cái này thì nó bằng đọt MH, còn cái này thì nó đọt của nó là MS thì nó sẽ yếu hơn. Với một cái mẫu cần hoàn hảo như thế này á, cộng với giá là giá học sinh á, thì rất là đây là một sự đúng là một sự lựa chọn hoàn hảo của các bạn á. Nếu mà các bạn nào á, mà quan tâm đến á, chiếc cần này thì có thể liên hệ qua số điện thoại 0968277835, hoặc là các bạn muốn mua trực tiếp thì hãy ghé cửa hàng đồ câu Phimax tại địa chỉ 186 Lê Lợi, phường 3, quận Gò Vấp nha. Để nhận được thông báo các video tiếp theo của cửa hàng mình á, thì các bạn có thể đăng ký kênh của cửa hàng mình nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.